một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả gia đình và fan góc nhìn hoàng gia hùng thứ hai ngày 1 tháng 3 của tôi thưa quý vị trong những ngày qua nước Mỹ có một scandal đối với một vị thống đốc nổi danh của Đảng dân chủ đó là thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York ông bị hai người phụ nữ liên tục tố cáo là ông đã từng sách nhiễu tình dục với họ quấy nhiễu tình dục với họ ông bị tố cáo là một chuyện rồi còn cái việc nữa là ông lại chỉ định những cái người chánh án để mà đi xử cái vụ của ông thì họ cho rằng là ông rất là kéo bè kéo bè kéo phái nên ông cả ông bị chính những tờ báo như new york times là phê phán những tờ báo cánh tả cũng phê phán ông trong cái vụ này thưa quý vị cái chuyện đó như sau thưa quý vị chuyện đó làm sao thì um, bà đầu tiên đó là một cái người phụ nữ trước đó, là bà Lindsay Boylan là đi ra nói rằng là tố cáo ông sách nhiễu tình dục với bà trong lúc mà bà đang làm việc phụ tá cho ông thế ông từ cho ông chối ông nói là không có tôi không bao giờ có cái đó hết thì vậy cho nên vài ngày sau đó thì một người thứ hai là bà Charlotte Bennett bà mới nói lên trên tờ New York Times là cái chuyện á mà ông Andrew Cuomo đó ông xét nhiều tình dục đó, không những với bà trước bà Boylan uh, uh, đó mà ông còn có quấy nhiễu tình dục với tôi nữa cơ cho nên cái lời nhân chứng thứ hai á, Nó lại quan trọng để nó xác nhận Cho cái người là nhân chứng thứ nhất Thì đó là tờ là, là nói thẳng với tờ New York Times Thưa quý vị Đó là bà Charlotte Bennett Và đó là Bà nói rằng là Khi mà bà làm việc á thì ông Andrew Cuomo tán tỉnh Rồi nói sâu về những cuộc đời Có những cái tính cách là cuộc sống tình dục sao đủ thứ hết rồi cách làm tình dục với chồng sao đủ thứ thì bà mới cho rằng là và ông này có ý cũng như là hỏi những câu hỏi ấy, như là có cảm tình với sếp trên hay không có cảm tình với những người lớn tuổi hay không à, đó là cái cách mà ông ông Andrew Cuomo đã làm như vậy với bà bên uh, Burnett cho nên bà mới nói rằng là bà Lindsay Boy là nói đúng á. Thưa quý vị bà Charlie Burnett là một uh, người mới 25 tuổi thôi, làm việc cho văn phòng của ông thống đốc Andrew Cuomo và khi mà làm việc như vậy thì bà nói rằng là trên là cái việc đó, đó làm là khi bà chỉ ở một mình đang làm việc thì ông Andrew Cuomo là 63 tuổi tới và nói vài những cái giọng như vậy à, cái cách đó cho nên là bà mới nói rằng là ông Andrew Cuomo là có quấy rối tình dục chứ không thể nào mà nó không thế thì bây giờ đó là bên tờ New York Times đó, họ mới nói là đã thế đó thì yêu cầu điều tra thì bên phía của ông Andrew Cuomo nó là chỉ định cho một số cái danh sách của những cái người chánh án thân thiện với ông để điều tra thì tờ New York Times sẽ là họ không có chịu họ, họ họ lập tức là họ viết những cái bài bình luận họ cười nhạo ông thống đốc Andrew Cuomo theo tờ New York Times có hỏi cái cô thứ hai đó cái chị thứ hai là chị Charlotte Burnett đó. Thì chị ấy mới nói là tại sao mà những cái lời đó Nó làm cho chị cảm thấy là mình bị quấy rối Thì chị mới trả lời như sau nè I understood that the governor wanted to sleep with me And felt horribly uncomfortable and scared And I was wondering how I was going to get out of it and assumed it was the end of my job. Và trả lời đó là tôi biết tôi hiểu cái nói đó là bà, tôi hiểu rằng là ông thống đốc muốn ngủ với tôi và lúc đó tôi cảm giác có hãi sợ và rất là bất an và hãi sợ và lúc đó tôi nghĩ rằng là làm sao tôi có thể thoát được cái cảnh này và tôi cứ nghĩ rằng là chắc là coi như là tới đây là chấm dứt công việc của tôi thì thưa quý vị Những lời Mà bà Charlotte Burnett á, Tiết lộ đó Thì tờ New York Times á, Họ có thâu băng lại Cái người mà Mà bên phía của New York Times á, báo lại cho chief of staff tức là tổng lý văn phòng cho ông Andrew Cuomo đó là bà Jill De Rossier. thì ông Andrew Cuomo chối cứ việc là chối thôi nhưng mà thưa quý vị cái chối đó thì đương nhiên cáo buộc là cáo buộc còn chối là có quyền chối điều tra thì cái việc điều tra nhưng mà đây nó trở thành một scandal của nước Mỹ giờ đó là người ta đi thăm dò đó thì điểm mà tín nhiệm ông Andrew Cuomo nó xuống rất là thấp thưa quý vị người ta cho rằng ông này là một con người lẻo lưỡi không có đáng tin cậy à, cái này cũng nhớ là cái hồi mà mới có covid 19 rồi các cái máy trợ thở đó thưa quý vị ông ra ông đòi các cái máy trợ thở bợ của liên bang thời kỳ của cựu tổng thống donald trump đó. ông đòi các cái máy trợ thở đó nhưng mà là ông đi ông giấu trong khi nước mỹ lúc đó chỉ có mạng mấy ngàn máy thôi thì ông đã cung cấp cho new york coi như hơn một phần à, hơn một phần ba rồi mà ông là đi là ông nói là có mấy những cái máy mới đó, ông giấu ông giấu đi cả mấy ngàn máy trợ thở ông nói dối nhưng sau ông nói là chứ tôi nói dối là vì cái quyền lợi của người dân uh, New York thì cái điều đó là người ta tha thứ cho ông là tại vì ông nghĩ đến cái quyền lợi của người New York nhưng mà còn cái chuyện của cái này á, là người ta không tha thứ được là tại vì đó là người ta nghĩ từ đa số tin rằng ông nói dối, đa số tin rằng ông nói dối và vì cái quyền lợi của ông thôi à, chứ không phải là vì uh, vấn đề của người dân nữa mà một con người nói dối như vậy đó thì họ cho rằng là không có đáng tin cậy trong các chức vụ cao nhất của tiểu bang. Sau khi mà bà Charlotte lên tiếng mà tố cáo mà ủng hộ bà Lindsay Boylan, thì bà Lindsay Boylan nó lại cũng lên tiếng ủng hộ bà Charlotte. Thì bà nói là tôi là cùng với bà Charlotte, tất cả chúng tôi lúc nào cũng ở với bà. Vì cái mục vị thống đốc đó, mà không xứng đáng và tôi rất hãnh diện về bà Charlotte. Và vâng, quý vị. Đó là cái trường hợp mà hai người hai người phụ tá một người là từng là thư ký uh, cho ông Andrew Cuomo đã lên tiếng như vậy. Và đó là một cái chuyện scandal của nước Mỹ y xèo trên báo chí và truyền thông trong những ngày qua góc nhìn của tôi như thế nào. <laughs> Thưa quý vị, ông Andrew Cuomo có một người em làm trong chương trình của NBC và chương trình của CNN. Nhưng mà cả CNN nó cũng không có hỗ trợ cho ông Andrew Cuomo trong vấn đề này. Nên tôi nghĩ rằng là chắc ông Andrew Cuomo ông có một cái gì đó chứ ông không thể nào mà vì như vậy mà ông để cho những người thân thiết của ông đi điều tra rồi để ấy ông tốt nhất ông rút lui cái chức có phải là rút lui trong cái việc này ông để cho những cái người khác điều tra cho nó sáng tỏ, à, cho nó sáng tỏ, chứ còn mà ông cứ để đó, đó thì nói như tờ New York Times là đó là một cái việc không có trong sáng rất là bài hay thì không được. Thì tôi cũng ủng hộ cho tờ New York Times trong cái quan điểm đó thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi sáng thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.